Xin chào, xin chào. Hôm nay mình lại tiếp tục mua một món đồ khung ảnh treo tường. Lại tiếp tục quay video chia sẻ luôn. Đây, một cái căn khung ảnh treo tường bây giờ sẽ khui hộp. Đây, bây giờ mình sẽ khui ra nha. Gồm thấy có bốn cái bằng gỗ này. Giờ mình sẽ kéo nó ra. Rồi, con cầm đầu này kéo ra đây. Oh, đây đây là khung đây. Trời ơi cái này chắc là 1 m 2 4 6 8 à 80 phân, 80 phân. Hai hai khung như thế này. Rồi, nó kèm theo một cái nơ này. À, đây là những cái móc kẹp để kẹp ảnh lên trên này nè. À, tí nữa mình sẽ lấy ảnh mình treo thử nha. À, trên này là hai sợi để treo lên tường tường nè, cũng rất là đơn giản. Cái kẹp này, hai bịch kẹp này, một cái khung này là một bịch này, coi thử bao nhiêu đây, 2 4 6 8 10 12 14 16, chắc cỡ mười mấy cái. Hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu mười tám mười chín 20, có thêm một cái này nữa đây, và có một cuộn dây dù nhỏ, dây bố bố nhỏ này. À, để mình để tùy biến, mình đang tới đang lui. Rồi, cái này hồi nữa mình lấy ảnh mình treo lên đi. Rồi, mình tạm ngưng để mình lấy ảnh mình treo lên nha. Bây giờ mình treo hình lên nè. Đó, như thế là cứ cứ ghép hình vào lại, cái kẹp hình lại thôi. Nói chung cũng đơn giản, cũng không có gì đặc sắc hết. Cho nó vui vui thôi. Đấy, cho vui vui thôi nha, quay clip cho vui thôi nha, cũng không có gì đặc sắc hết. Chỉ có đem hình mình lên là có chỗ treo thôi. Giờ xin chào. À, sau khi đã gắn xong mình treo qua tường nè. Đấy. Đó. Nhìn cũng được. Rồi xin chào.